Rồi, xin chào các anh chị và các bạn. Nước cái ao lắng này, cách đây hai ngày, giờ hôm nay thứ năm, bữa nay là chủ nhật đúng không? Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, bữa nay chủ nhật. Cách đây hai ngày thì chúng tôi lấy nước vào, nước nó còn rất là đục, nhưng hôm nay sau hai ngày xử lý thì nước đã rất đẹp rồi. Các anh chị thấy những cái lơ lửng, những cái cặn bã này nọ nó đã lắng hết xuống dưới, các anh chị theo. Và chỉ còn lại là tảo thôi, ít tảo thôi. Đó, ít tảo thôi, nằm hết xuống lớp đáy rồi. À, giờ dôi nó ém hết xuống dưới. Ém dôi CaCO3. CaCO. Cái quy trình xử lý cái này nó cũng rất đơn giản. Các anh chị thấy nước ở ngoài chúng tôi bơm vào thì màu nước như thế này các anh chị. Nước rất là xanh và đục. Nhưng mà sau khi lấy vào bơm vào đây xử lý thì bằng cách là đánh 2 lít BKC kết hợp với lại 1 lít chấm. 2 lít chấm cho 1.000 mét khối nước, rồi đánh với 2 giờ trưa, các anh chị đánh xuống đây. Và sau 12 giờ tối khuya ngày hôm đó thì đánh tiếp 5 kg clo cho 1.000 mét khối nước. Và tiếp tục trưa ngày hôm sau đánh khoảng 125 kg vôi CaO và CaO, để cho nó ém hết mọi thứ xuống dưới. Thì các anh chị thấy nước bây giờ rất đẹp, nước này đủ điều kiện để cấp qua. Và chúng tôi đang cấp hơn kia, đang cấp, các anh chị đã đang cấp không? Đang cấp vô luôn. Và đường ống nước đang rất là đầy nè, các anh chị thấy. Cái máy bơm nó đang bơm này. Chúng tôi thả cái máy bơm chìm xuống dưới để bơm, tại vì bơm chìm nó đẩy nước đi được xa hơn. Nó đẩy nước đi xa hơn. Đấy. Máy bơm chìm đang bơm này các anh chị ha. Đó, cái ống xanh. Đấy. Ống xanh. Đó, đơm bơm đi. Này. Bơm đi cấp. Cấp nước vào khu ao nuôi. Ha, đang cấp. Đang bơm theo đường ống này. Đường ống này. Ủa bữa nay không về Bến Tre hả? Bữa nay không về Bến Tre à? À bữa nay sang hả? Mai sang hả? Chưa có nước mà. Đủ hả? À làm lưới rồi không? Phóng không? Hết chưa? Đấy, nước đang cấp rồi các chị ha. Đang khóa cái van này lại rồi này. Đó, đang mở van đây, cấp. Đó, đang cấp nước rồi. Cấp nước. Tôm này đẹp không? Đẹp không? Vừa dở rồi. Rồi, màu nước ok quá. Bữa nay là 37 phải không ta? 37 ngày. Nay ăn nhiêu ký rồi? Ngày 63 ký. 63 ký à? Hết không? Đấy, phân quá trời phân luôn. Đen xì luôn. Sáng nay tâm định xuống mà không xuống được. Muốn làm phụ tròn bên Cần Giờ. Nghe nói còn 3 hồ. Sáng gọi em ạ. Thứ ba xuống đây hả? Này dưới 200 chưa? 200 200 hả? Ok. Rồi đẹp. Nó dính trên này quá trời ha. Hả? Ok. Màu nước rất ok. Hôm nay chăm xả chừng có 3 tắc nước không? Đó.
Đây, sufficient ha. Sufficient. Chụp hai gói. Đây, khoắn. Rồi. Đấy, con nước cạo này rất đẹp. 37 ngày. Đấy, thấy tôm nó lên theo nước. Quá trời. Ok, không đến nổi ra ngoài kia ha.